Vì vậy, quá trình của cái mà bạn gọi là tâm linh không phải là một quá trình tâm lý. Bộ nhớ của bạn không có gì để làm với nó. Đó là một quá trình sống. Đó là một quá trình tồn tại. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu bạn cho phép mình chỉ là một mảnh ghép của cuộc sống như bạn đang vậy. Để làm điều này, chúng ta làm nhiều thứ ở đây. Và bạn biết đấy, bạn có thể đã thấy những người trong đạo tràng đi lại với những thẻ màu cam đó. Nếu bạn đã thấy thẻ im lặng mà mọi người đang đeo, chỉ im lặng. Bởi vì im lặng chỉ là một nửa công việc. Trở nên tĩnh lặng có khả năng chỉ khi bạn không nghĩ nhiều về mình. Nếu bạn nghĩ gì đó về bản thân, nếu bạn nghĩ rằng tôi thông minh, làm thế nào bạn có thể im lặng? Hãy nói cho tôi biết, nếu bạn nghĩ rằng tôi thông minh thì làm sao bạn có thể im lặng được? Nếu bạn nhận ra rằng bạn thực sự dốt nát, bạn không biết bất cứ điều gì trong sự tồn tại này, sau đó, phải không? Sau đó, bạn có thể đơn giản nhìn cuộc sống với cảm giác ngạc nhiên tuyệt vời, mà không có một ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu bạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn thông minh về mọi thứ, bạn có những lời giải thích và tính toán và những điều vô nghĩa đang diễn ra trong đầu bạn. Nếu bạn nhìn thấy một điều, cả ngàn suy nghĩ sẽ diễn ra, phải không? Bạn không ngồi đây trong thực hành tâm linh này hoàn toàn im lặng. Bạn đang đồng ý với tôi, không đồng ý với tôi, đưa ra nhận xét trong chính bạn, đưa ra nhận xét về trang phục mà ai đó đang mặc bên cạnh bạn, đánh giá cao nó, giảm giá thấp nó, mọi thứ đang diễn ra. Tôi nói có sai không? Bởi vì thời điểm bạn nghĩ rằng những gì bạn suy nghĩ là có giá trị nào đó, thế thì bạn không thể dừng nó lại được. Không có cách nào để dừng nó lại. Nó sẽ tiếp tục và tiếp tục. Khi bạn thấy rằng quá trình suy nghĩ của bạn hoàn toàn không có giá trị gì cho cuộc sống, nó chỉ là sự lặp lại của ký ức, nó chỉ là sự lặp lại những thứ cũ kỹ vô nghĩa. Nhưng nếu bạn hào hứng, nếu bạn bị mê hoặc bởi sự lặp lại này, nếu bạn nghĩ rằng nó tuyệt vời, bạn sẽ không thể dừng nó lại được. Nếu bạn thấy khuôn mẫu của nó là gì, nếu bạn thấy sự ngu ngốc của nó là gì, thế thì dần dần bạn sẽ tự tạo ra khoảng cách với nó và nó sẽ sụp đổ. Bởi vì nếu không có sự chú ý thì nó không thể tiếp tục. Namatara Hari.